chào tất cả các bác nhá. Thì hôm nay em sẽ có một cái clip để đi phá bơ các bác. Đấy, phá bơ thì em không trồng bơ nữa. Đấy, các bác cũng biết được qua các clip các bác biết là em trồng khá nhiều bơ rồi. Nhưng giờ em chán rồi. Đấy, em sẽ cưa đi các bác. Đấy, đây này, cái cây bơ này em quay các bác xem. Bị ngược sáng thì các bác thông cảm nhá. Đấy. Cây này có thể nói là nó rất là to rồi. To vật vã rồi đấy. Đấy. Nó nằm thứ 5, thứ 6 rồi các bác. Đấy. Đấy to lắm, em quay này, nhưng mà hôm nay em sẽ phá nó đi. Đấy. Em sẽ phá đi, em không trồng bơ nữa các bác. Đấy, trồng làm gì? Bơ là chán rồi. Không muốn trồng bơ nữa. Đấy các bác thấy không? Tốt không? Đẹp không? Đấy. Các bác biết bơ gì không các bác? Đấy. Em mua cả 100.000 cây đấy các bác. Đấy. Đây là giới thiệu các bác, đây là bơ hát nhá. Đấy. Đấy, đây là cái dòng bơ hát Mỹ. Giới thiệu nói rõ các bác biết là đây là dòng bơ hát Mỹ. Đấy. Thì em chán rồi, em không muốn trồng cái dòng bơ nữa rồi. Thì trao đổi các bác là đây là cái dòng bơ mà em trồng đến nay, năm nay là năm thứ 5 rồi, nhưng mà nó chưa cho em một cái quả nào cả. Đấy, các bác xem video trước ra hoa sai lắm, em bao đặt bao nhiêu cái niềm hy vọng, cái hy vọng của em nó càng to bao nhiêu, nó càng bự bao nhiêu, vật vã bao nhiêu thì em càng thất vọng bấy nhiêu. Đấy. Thì các bác thấy to đến này mà nó chả cho mình trái nào, năm nào nó cũng ra hoa sai bệnh, nhưng mà nó chả đậu gì. Đấy. Phun thuốc các thứ rồi. Thì sau khi đấy em mới tìm hiểu rồi em mới biết rằng nó là cái dòng này thì nó lại không phù hợp với cái khí hậu chỗ em. Đấy. Khí hậu chỗ em thì nó mưa nắng thất thường, thứ hai nữa là nó chả có lạnh. Và cái dòng bơ hát Mỹ này các bác biết rồi, nó phải khí hậu nó phải lạnh, nó phải cao cơ. Bên Lâm Đồng, Đà Lạt đấy trồng là tuyệt vời đấy. Đấy. Thì em vừa rồi em đi em ghép cải tạo cho một số các bác trồng bơ hát này to lắm. Vừa rồi có anh bạn ở trên Cửa Mường Nga đấy, nhà anh trồng đến 50-60 cây cái dòng này đều to như thế này rồi đấy. Còn một số bác ấy trồng cái nhà vừa rồi em có đi chỗ thăm gia đình cho anh ở trên ở Cửa Mường Nga đấy, anh Thánh ấy, cũng trồng năm thứ 3 thứ 4 có quả đâu, nó phải cưa đi đấy, cưa đi bỏ đi để ghép cải tạo giống khác. Nên bác nào mà có cái dòng trồng cái giống bơ này ấy, thì em cũng chả dám khuyên các bác là thế nào, nhưng mà các bác nghiên cứu. Tại vì nó tốt thế này, nó ăn tốn diện tích thế này. Các bác thấy tốn diện tích không? To rộng thế này nhưng mà chả có quả nào cả. Chất lượng của nó ăn thì cũng được, ngon đấy. Em ăn thử rồi. Ăn nhưng mà do người bạn người ta cho chứ không phải là mình. Người bạn khi người ta làm giống người ta cho hàng trái ăn thử thấy ngon. Thì còn mình thì cây to vật vã này chả bao giờ có quả nào để ăn cả. Đấy. Nên các bác cũng phân biệt rõ nhá, hát Mỹ khác nhá, hát Mỹ hát Úc khác. Đấy. Các bác muốn biết để hát Mỹ và hát Úc nó khác nhau ở điểm nào ấy thì vào cái kênh của em có cái clip nói rõ là phân biệt giữa hát Úc và hát Mỹ rồi đấy. Cái hát Úc thì khả năng là nó sẽ đậu rất là sai các bác. Em năm nay mới trồng được năm rồi nó bói rồi đã có quả. Đấy, được mấy quả rồi đấy. Sau này em bổ em sẽ chia sẻ với các bác xem chất lượng nó thế nào, sẽ test thử các bác nhé. Không gửi cho các bác được để các bác ăn đâu, nhưng mà qua video các bác sẽ cảm nhận được xem là nên trồng hay là không nên trồng. Tuy nhiên thì hôm nay em sẽ quyết tâm em tử hình cái cây bơ vật vã này của em này. Bao nhiêu năm em chăm sóc nó đấy, các bác biết không, phân bón mấy bao đấy, phân chuồng các bác nhé, phân chuồng mấy bao đấy. Đầu tư hệ thống tưới đấy. Đây, phân chuồng này này, 2 năm 2 bao luôn. Bây giờ còn đang đầy phân ở dưới gốc này. Đấy, còn có cả bếp tưới tự động các thứ, đầu tư cực kỳ tốt. Cuối cùng trả được thế này, cuối cùng em để em luôn, em không làm cành cái gì cả. Để em cưa, nhưng bác lại bảo là người không làm thì để kia không trái không phải nhá. Em làm rất bài bản nhưng nó không có trái đâu, nó không có trái. Đấy. Rồi thì bây giờ cũng xin chào tạm biệt các bác nhá. Thì em sẽ cưa cái cây bơ đi. Xong rồi em sẽ ghép cải tạo nó. Em đang tính là chuyển sang em ghép cái cây 034. Đấy, mấy cả cái dòng bơ sắp muộn. Thì nếu mà được thì một năm sau này bắt đầu nó cho bói rồi các bạn. Đấy, em ý định của em định ghép hai cái giống bơ khác nhau. Cũng đang phân vân nên chắc khi nên ghép một giống thôi. Đấy. Thì cũng nếu mà cây bơ này nó là cây 034 hoặc là cái cây bơ sáp chẳng hạn thì một năm nó cho ra khoảng 1 triệu đến 2 triệu cây này là quá đơn giản các bác ạ. Đấy. Dù có bơ có rẻ chăng nữa thì những dòng đấy cũng phải bán được khoảng 20.000 một cân. Mà cây này thấp nhất nó phải cho một tạ quả. Nếu mà tốt như thế này, to như thế này. Đây em đang đứng ở trên bậc thang ấy nhé.
bậc thềm ấy, em quay cái bơ này nhé. Đấy, chứ không phải em đứng dưới đất, đứng dưới đất cao lắm, quay lên ngược sáng các bác nhìn không rõ. Đấy, thì em sẽ tử hình cái cây bơ này các bác nhé. Xong rồi em cưa hết đi, xong rồi em tiến hành ghép thì em sẽ quay cho các bác xem. Vâng, quay trở lại các bác nhá. Mệt quá các bạn, em vừa cưa xong cái cây bơ rồi. Đây, rất là to các bác, em cưa xong rồi. Đấy, thì mục đích của em cưa này em cũng để lại nhiều cái tầng tán các bác nhá. Đấy, đây này, em sẽ làm, em sẽ ghép tầng tán này này, tầng tán này và cái tầng tán này. Đấy, ở dưới thấp. Còn lại trên này sẽ ghép một cái tầng tán cao nữa. Tại mục đích của em ghép là sau một năm, sang năm là có trái luôn ấy. Đấy, em quay lại cho bác xem. Thì khi mà cưa cây bơ ấy, thì em sẽ rút ra một cái kinh nghiệm này, cũng chỉ cho các bác nhé. Một số các bác khả năng cũng chả có gì to tát đâu, nhưng mà nó cũng khả năng là mình không để ý, mình sẽ vấp phải. Khi các bác cưa cây bơ ấy, hoặc là cây gì, bất cứ cây gì cũng được, thì khi mà mình ghép cải tạo các bác, thì các bác nhớ nhé, là các bác phải cưa hai bên nhé. Như em thấy một số bác, bữa trước em đi ghép ấy, một số bác cưa để cho em ghép thì này, cưa thứ nhất ấy là hay bị bẻ cái thân, nên là nó dẫn đến vấn đề là nó không liền cái vết ấy, mà hai nữa là nó dẫn đến là cái lĩnh vực là nó ghép nó tỷ lệ sống nó không cao. Thì đây, khi chúng ta cưa trên xuống ấy là cái cây thường là chúng ta không để ý đâu, thì chúng ta cưa là chúng ta cưa thẳng xuống. Thì do cái sức nặng ở đầu cành các bác, sức nặng đầu cành như này này, à, như này này, đấy, nó sẽ bửa cái cành xuống, làm cho cái thân bơ của chúng ta bị lứt đây này. Đấy, em ví dụ như cái này này, đấy, các bác có xem có rõ không biết, nhưng không biết có mờ này rõ này. Đấy, nó sẽ bị lứt toác đây này, đấy, đây này, đấy, em thấy, đây các bác thấy không? Nó sẽ bị toác ra trên đây này. Này thì một là chúng ta phải cưa lại, đấy. Thứ hai nữa là nếu mà ghép thì chỗ này dễ bị chết lắm các bạn. Đấy, nó bị chết này. Đấy, nó bị toác đây, em quay ngược đây. Đấy, các bác thấy không? Nó dễ bị toác. Nên là các bác nhớ nhá, các bác nhớ là khi cưa cũng cố gắng để ý. Đấy, cẩn thận đúng không? Nó bị toác cái thân này, cái này chắc em phải cưa lại này. Đấy. Tại vì khi cưa là chúng ta phải định. Chúng ta phải định cái vị trí ghép các bác nhá. Đấy. Đấy, đây này, em cưa như này là chuẩn nhất đây. Khi các bác cưa là các bác cưa hai bên. Đấy, một bên này bác cưa vào một tí thôi. Đấy, một xong rồi bác cưa bên này thì nó không bị toạc cái thân này ra, nó cũng không bị ảnh hưởng đến cái vỏ đấy chúng ta ghép. Đấy, khi chúng ta cưa chúng ta chọn vị trí rồi, đây vị trí này thẳng đẹp này, đấy, chúng ta ghép vị trí này, phải không ạ? Đấy. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta ghép thì các bác nhớ lấy con dao, các bác gọt cái phần trên này đi nhá. Gọt đi cho nó mịn đi ấy. Thì khi chúng ta bổ xuống này chúng ta ghép thì tỷ lệ sống nó sẽ cao, thứ hai chúng ta bọc ấy, bọc một cái bị cái ni lông quấn ấy, nếu không để nó nhô lên, nó nhô những cái cạnh lên này, nó làm rách cái bình bóng thì nước nó sẽ vào, thành ra là nó sẽ tỷ lệ sẽ chết rất là cao. Thì còn một số bác nữa hỏi là khi ghép ấy thì ghép bơ ấy thì có chụp bình bóng không, thì mỗi người có một cách nào các bác nhé. Đấy, mỗi người có một cách nào. Em thì em ghép bơ cải tạo này thì em không chụp bình bóng. Đấy, em quấn kín. Đấy, ví dụ cái cành này đi, cành này nó thấp nên dễ ví dụ hơn. Ví dụ cái cành này thì bác ghép đây, như cành này em sẽ đóng hai cái chồi vào đây. Em đóng hai chồi hai bên, ví dụ bên này và bên này. Đấy. Thì khi quấn bịch bóng thì cố gắng là chúng ta sẽ quấn cho thật kín vào. Xong rồi chúng ta quấn kín cả cái chồi luôn. Đấy. Còn nếu mà các bác sợ nắng đúng không? Sợ nắng thì chúng ta lấy cái ná cái gì chúng ta che lại cho nó vài ngày. 4-5 ngày gì đấy cho cái vết này nó liền đi. Ánh nắng trực tiếp bây giờ thì nếu mà trời râm mát như ngày hôm nay, trời này thì tuyệt vời rồi, chả việc gì phải che cũng được. Nhưng mà ngày mai, ngày mốt thì nó nắng ấy, thì nó sẽ làm cho cái chồi chúng ta nóng lên, dẫn đến là cái tỷ lệ nhựa ấy, nó sẽ khô nhanh, như vậy là tỷ lệ nó sẽ kém, sống nó sẽ kém. Thì chúng ta lấy cái lá cây, đấy, thì chúng ta lấy cái lá cây hoặc là cắt cái bao chẳng hạn ấy, hoặc bất cứ một cái lá nghệ nó ghét gì đấy, chúng ta che nó vào. Che nó vào khoảng 4-5 ngày thôi, không cần nhiều các bác. Khoảng 4-5 ngày thôi cho nó ổn định cái vết ghép đi. Thì chúng ta tháo ra cũng được, hoặc chúng ta để khi nào lên chồi chúng ta tháo ra. Đấy. Một số lần thì em cũng ghép mà em quên mất, em không tháo. Thành ra là khi nó lên chồi, nó mọc thì nó vướng vài cái lá cây. Nó cong cái chồi chúng ta. Đấy, nó cong lại hoặc nó rụt lại, nó rụng lá. Tại vì không có ánh sáng để quang hợp ấy. Nó rụng lá. Thứ hai nữa là khi chúng ta quấn lại như thế thì kiến cộng các thứ nó sẽ vào, nó sẽ lên, nó làm tổ. Đấy,
hoặc là nó sẽ hay bò lên đấy, là nó cắn cái nhựa cái keo này này, nó cắn cái keo này nó sẽ lủng nha. Khi mưa gió thì nó sẽ vào cái vết ấy, nó sẽ bị thối cái đầu này, thối luôn cả vết ghép của chúng ta đấy. Thì các bác cố gắng là khi ghép xong các bác hòa một ít thuốc sâu, loại có mùi ấy, loại mà diệt kiến được thì càng tốt, còn nếu không bất cứ loại nào cũng được, miễn sao có mùi chúng ta xịt vào rồi quanh cái gốc cây này này, với cả quanh cái gốc bơ này này. Thứ hai nữa là chúng ta xịt vào cái chỗ vết ghép này này. Đấy, thì cái tỷ lệ là kiến cộng cái thứ nó lên nó cắn cái bịch bóng này thì nó sẽ ít. Đấy, em không nói là không có, nhưng mà sẽ ít, mà cái tỷ lệ sống chồi chúng ta sẽ cao. Đấy. Với cây bơ như thế này thì thường em ghép thì tỷ lệ phải sống từ 80% trở lên. 10 chồi thì hy sinh mất khoảng 2-3 chồi gì đấy. Đấy. Thì cứ ví dụ thế, nên là những cái cành to này em sẽ ghép 2 chồi. Đấy. Còn những cái cành nhỏ như này thì ghép 1 chồi thôi. Thì khi mà ghép cải tạo thì tỷ lệ sống rất là cao các bác. Đấy, chúng ta cố gắng lưu ý một số cái lưu ý như thế. Thì còn kỹ thuật ghép như thế nào, cụ thể như thế nào thì ở trên mạng cũng rất nhiều cái video người ta chỉ rồi. Tuy nhiên thì em cũng không có nói lại, tại vì nhiều người người ta dạy lắm. Đấy, ghép thì có nhiều cách ghép, ghép vào thân thì ghép cưa cành, ghép đầu cành thì đủ kiểu. Ghép chêm thì ghép vỏ, ghép mở cửa sổ, ghép chữ H, đủ kiểu hết. Đấy, thì em cũng không nói lại nữa, tại vì họ đã hướng dẫn rất là nhiều. Tuy nhiên thì khi mà ghép được cỡ khoảng 10 ngày, 15 ngày thì những cái chồi này chắc chắn những cái vị trí này các bác này, vị trí này này, nó ra rất nhiều cái chồi con, cái chồi nhỏ ở đây này. Đấy, thì chúng ta chúng ta xoa đi đây, những cái chồi như này này các bác này. Đấy, nó sẽ mọc rất nhiều cái chồi con ở đây, làm cạnh tranh dinh dưỡng, làm chồi chúng ta sẽ khó lên. Đấy, mà tại sao chắc là các bác thấy là tại sao em cưa em bớt lại vài cành như này. Đấy, thì cái cây bơ của chúng ta cũng thế. Khi nó đang rất là nhiều lá, đang quang hợp rất là tốt. Đấy, mà khi bây giờ chúng ta cắt trụi đi. Đấy, thì nó lên cái tỷ lệ lên những rất nhiều những cái chồi con, chúng ta phải đi vẽ rất là nhiều. Nên em để bớt lại vài cái cành nhỏ này này. Đấy, để cho nó quang hợp, cho nó nuôi cây, làm cho cái chồi chúng ta ghép nó sẽ khi mà nhú mầm nó sẽ ổn định. Nó sẽ có cái dàn lá nó tổng hợp cái dinh dưỡng nó nuôi cái chồi chúng ta, nó sẽ đẹp hơn. Thứ hai nữa là sẽ nó hạn chế những cái chồi phát triển ở trên cây. Đấy, ôi đấy, đấy này. Đấy, đúng ra thì em bớt lại một số cành nữa, vài cành nữa đi. Nhưng mà cưa thì nó vướng quá thì em cũng vặt đi, em để lại có 4-5 cành thôi. Đấy, để gọi là có cái để nó quang hợp cho cây thôi, để nó phát triển. Đấy, thì cũng chỉ một số cái chia sẻ rất là cụ thể. Thứ hai nữa là em đang trực tiếp làm để chia sẻ các bác như thế. Vâng, đây các bác, cây bơ này em đã thực hiện ghép xong. Đấy, thì ghép xong rồi thì hôm nay em quay lại. Quay lại cái thành quả của em để cho các bác xem nhé. Đấy. Thì sau một buổi hì hục đấy, các bạn cũng vất vả lắm đấy, thì mới ghép xong cái cây này. Trông vậy nhưng mà nó cũng mất thời gian đó các bạn. Đấy. Thì khi ghép thì em cũng có cái sự dự phòng các bác nhé. Các bác có ghép thì các bạn cứ dự phòng nhé. Nhiều bác thì bảo cưa chúng cái khúc to bên dưới để ghép thì, nhưng mà em cũng ghép dự phòng này. Đây, cái ba cành đây. Đấy, và cành này thì em chỉ cần nó sống được khoảng 2 cành thôi. Đấy, cành này và cành này. Đấy, nếu mà nó sống được đây, cành này to thì em ghép 2 chồi. Đấy, thì chỉ cần nó sống được cành này hoặc cành này thôi cũng được. Hoặc nếu mà nó sống được 2 cành thì càng tốt. Còn 3 cành thì quá tuyệt vời. Đấy, 3 cành thì không có gì để bàn nữa. Đây, cành này cũng thế. Cành này thì em cũng dự phòng 2 cành này đây. Thì ghép này thì nó sống được cành nào thì ta để. Còn lại thì cành nào mà chết thì ta cắt đi. Còn trường hợp mà đen đủi quá mà nó chết cả 2 cành thì ta phải chấp nhận, ta phải ghép lại rồi. Đấy, đấy, cành nào em ghép đấy, cả cưa thì ta để dự phòng nhá. Ghép cành này và cành này, nếu mà sau này mà cái cành này nó sống mà cành này nó chết thì ta cưa chỗ này đi để ta để cành này. Đấy, đấy, những cái cành này đây. Nhưng các bác đừng có mà cưa trụi quá mà ghép nó chết rồi, đến lúc rồi ghép đi ghép lại nó cũng cây thì lên cao và cây thì cũng thấp thì nó chèn nhau nó không lên được. Đây, như cành này đây. Đấy, 3 cành này thì em ghép như thế này. Đấy, sau này nó sống được cành nào em để không em cưa đi. Đấy. Chỉ cần nếu mà như thế này chỉ cần nó sống được 2 cành thôi. Còn nếu mà cùng nắm nó sống được 1 cành thì cũng ok rồi. Trên kia cũng thấy có mét chứ. Đấy. Có nắng quá thì các bác thông cảm. Thì đấy, thì đây là thành quả của em sau một buổi hì hục. Đấy. Đấy. Đấy, em quay tổng thể lại. Vâng, thì thôi cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã bỏ chút thời gian để vào xem cái video của em cũng như các cái chia sẻ. Một số cái lưu ý đây các bác xem, nếu cái nào phù hợp các bác làm nhé.
Đấy, chứ còn cái vấn đề ghép bơ thì kỹ thuật ghép như thế nào thì chắc là nhiều anh chị em chia sẻ lắm rồi, rất nhiều rồi. Nên là em cũng không bán phép, không miêu tả lại, cũng như là cũng không quay được. Khi mà mình ghép thì nếu mà ghép cây mà ghép một tay quay thì cũng chả quay được đâu. Nên là thôi thì cũng chia sẻ các bác thế, cũng xin chân thành cảm ơn các bác. Chúc các bác sức khỏe, an lành, hạnh phúc, làm kinh tế thật là phát triển. Xin chào và tạm biệt tất cả các bác nha.